Đứng gác linh cữu nữ hoàng Anh, hoàng tử William khiến netizen nhớ đến cũ công nương Diana. Ngay cả các fan của hoàng gia Anh cũng tỏ ra bất ngờ khi hoàng tử William trông như bản sao của cố công nương Diana trong buổi lễ canh gác linh cữu nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Ngoài ra, sự tương đồng của các thành viên hoàng gia Anh còn được thể hiện ở một số người khác nữa. Hình ảnh hoàng tử William trong buổi lễ đứng canh gác linh cữu nữ hoàng Elizabeth đệ nhị khiến nhiều người yêu quý hoàng gia Anh không thể không nhớ đến cố công nương Diana. Bởi vì William trông rất giống mẹ mình, đặc biệt là khi so sánh với hình ảnh công nương Diana vào khoảng năm 1997, không lâu trước khi bà qua đời. Nhiều fan của hoàng gia Anh tỏ ra ấn tượng trước sự giống nhau này, vì trước đây nhiều người cũng biết rằng William giống mẹ, nhưng những hình ảnh được dùng để so sánh thường là ảnh William hồi học đại học hoặc mới ra trường. Netizen ở Anh viết những bình luận như: những đường nét trên khuôn mặt của William khiến nhìn anh ấy mà tôi thấy như đang nhìn công nương Diana. Hoàng tử William rất giống mẹ, không thể phủ nhận được. Nhưng sự tương đồng giữa các thành viên hoàng gia Anh chưa dừng lại ở đó. Hoàng tử William dẫn đầu trong buổi lễ mà 8 người cháu của nữ hoàng đứng canh gác quanh linh cữu của bà. Trong số 8 người cháu này, người ít tuổi nhất là tử tước Seven, có thể gọi là James, 14 tuổi, con trai của vương tử Edward. Điều khiến nhiều người chú ý đến James nhất là trông cậu lại giống y hệt hoàng tử William hồi William 15 tuổi và bước đi theo sau linh cữu mẹ mình. Rất nhiều người ngạc nhiên vì James giống William ngày trước đến vậy. Từ mái tóc rủ xuống đến dáng đứng thẳng nhưng cúi đầu chịu đựng nỗi đau trước mặt rất nhiều người. Có netizen viết rằng họ không thể rời mắt khỏi James vì họ nhớ ngay đến hình ảnh William trong tang lễ công nương Diana. Những người cháu của nữ hoàng đều sẽ có mặt trong tang lễ của bà diễn ra vào hôm nay. Ngoài ra, theo truyền thông Anh, hai con lớn của nhà William kết là hoàng tử George và công chúa Charlotte cũng sẽ tham dự. Hoàng tử William thừa nhận cảm giác đau lòng khi rước linh cữu nữ hoàng, ai cũng xúc động. Những người thân nhất của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã đi bộ theo sau linh cữu của bà trong lễ rước tới Westminster Hall. Sau đó, hoàng tử William, người kế vị hàng thứ nhất của hoàng gia Anh, đã chia sẻ một điều mà ai nghe cũng thấy xúc động. Hai anh em hoàng tử William và Harry đi bên cạnh nhau trong lễ rước linh cữu nữ hoàng Elizabeth đệ nhị từ cung điện Buckingham tới Westminster Hall. Hình ảnh này như sự lặp lại của lịch sử khi 25 năm trước đây, William và Harry cũng đi cạnh nhau theo sau linh cữu của mẹ họ, công nương Diana. Hoàng tử William sau đó đã thừa nhận rằng việc đi theo linh cữu bà của mình đã khiến anh nhớ lại những ký ức đau buồn hồi nhỏ. Phóng viên hoàng gia Jane Well nói, hoàng tử William đã nói với chúng tôi rằng việc đi theo sau linh cữu nữ hoàng khiến anh ấy nhớ đến tang lễ của mẹ anh ấy, nên việc đó đặc biệt khó khăn. William cũng từng nói về sức ép phải giữ được sự cân bằng giữa cảm xúc cá nhân của một thiếu niên 15 tuổi với trách nhiệm hoàng gia. Giữa việc tôi là hoàng tử William và phải làm đúng phận sự của mình với một William bình thường chỉ muốn vào phòng và khóc vì vừa mất mẹ. Anh cũng miêu tả việc đi sau linh cữu công nương Diana là một đoạn đường rất dài và cô độc, là một trong những việc khó khăn nhất mà tôi từng làm. Còn về việc nữ hoàng Elizabeth đệ nhị qua đời, William cũng chia sẻ một câu khiến rất nhiều người đồng cảm. Đó là một trong những khoảnh khắc mà bạn tự nhủ, mình đã sẵn sàng tinh thần cho việc này rồi, nhưng hóa ra tôi không sẵn sàng như mình tưởng. Vẫn biết là bà đã 96 tuổi rồi, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng. Trước đó, khi vợ của William là công nương Kate đến gặp gỡ những người dân đứng trên đường phố để bày tỏ lòng thương tiếc nữ hoàng, một người đã nói với cô, trông cô hơi mệt mỏi rồi. Kate đáp, tất cả chúng tôi đều mệt, nhưng tình cảm của công chúng đang giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn. Vì sao linh cữu nữ hoàng Elizabeth đệ nhị rời cung điện Buckingham vào đúng 2 giờ 22 phút? Linh cữu nữ hoàng Elizabeth đệ nhị được đưa rời khỏi cung điện Buckingham vào đúng 2 giờ 22 phút, sau đó đến Westminster Hall vào lúc 3 giờ không chênh lệch một phút nào. Lý do của những việc này là gì? Đúng 2 giờ 22 phút chiều, linh cữu nữ hoàng Elizabeth đệ nhị được đưa rời khỏi cung điện Buckingham. Do biết rằng trong các nghi lễ hoàng gia sẽ ít khi có những chuyện tình cờ,
nên ai cũng thắc mắc không biết những con số 2 đó có nghĩa là gì và tại sao lại là 2 giờ 22 phút. Theo nhiều người có tín ngưỡng trên khắp thế giới thì con số 222 có ý nghĩa rất quan trọng, tượng trưng cho tình yêu thương, sự hòa hợp và mối quan hệ của con người với Thượng Đế. Hơn nữa, bản thân số 2 cũng tượng trưng cho những khởi đầu mới. Vì theo niềm tin của những người có tín ngưỡng thì vào ngày thứ 2, Thượng Đế tạo ra bầu trời. Ngoài ra, cũng có thể Hoàng gia Anh chọn giờ đó vì nó liên quan đến đại lễ bạch kim của nữ hoàng vào tháng 2, 2022. Còn nhà sử học Amanda Foreman thì nói với trang CBS News rằng lễ rước linh cữu nữ hoàng bắt đầu vào lúc 2 giờ 22 phút từ cung điện Buckingham là để linh cữu sẽ tới Westminster Hall vào đúng 3 giờ. Quãng đường từ cung điện Buckingham tới Westminster Hall được đi bộ hết trong đúng 38 phút. Đi đằng sau linh cữu nữ hoàng là những thành viên cao cấp nhất của Hoàng gia Anh, bao gồm vua Charles Đệ Tam và 3 người em. Hai người cháu trai lớn của nữ hoàng là William và Harry đi cạnh nhau. Tất cả mọi người đi cùng một tốc độ, nhịp chân bước đều đặn giống y như nhau. Foreman nói họ càn thời gian bằng cách dùng một chiếc trống đánh 75 nhịp trên một phút để làm được công việc này không hề dễ. Những con ngựa phải được huấn luyện rất lâu thì mới có thể đi chậm như thế được. Vì đó không phải là đặc điểm tự nhiên của loài ngựa. Kể cả con người cũng vậy, cho nên việc này tượng trưng cho sự đặc biệt, trang trọng, khác biệt của sự kiện. Rất nhiều người dân đã đứng trên đường phố ở London để xem lễ rước linh cữu nữ hoàng. Trong khi đó, đồng hồ Big Ben đổ chuông mỗi phút một lần. Tang lễ của nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị sẽ được tổ chức tại tu viện Westminster vào ngày 19 tháng 9. Cung điện Buckingham hiện không xác nhận hay tiết lộ lý do về việc lựa chọn những mốc thời gian nói trên. Công chúa Charlotte luôn có phong cách người dẫn đầu, lại nhắc nhở hoàng tử George. Mới 7 tuổi, nhưng công chúa Charlotte đã có dáng dấp thủ lĩnh, thường xuyên nhắc nhở anh trai mình là hoàng tử George về nguyên tắc cư xử của một thành viên hoàng gia. Bởi vậy, từ lần này sang lần khác, Charles được công chúng khen ngợi là rất trưởng thành và hiệu chuyện. Hai con lớn của nhà William và Kate là hoàng tử George và công chúa Charlotte đã được cho đến dự tang lễ nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị. Một đoạn video ghi lại hình ảnh trong buổi lễ đã cho thấy Charlotte lại hướng dẫn anh mình về cách hành động cho đúng. Đó là khi George 9 tuổi và Charlotte 7 tuổi đứng cạnh nhau đợi linh cữu của nữ hoàng được đưa đi ngang qua. Thế rồi, khi linh cữu được đưa ra khỏi tu viện Westminster để nữ hoàng bắt đầu hành trình rời London lần cuối cùng, công chúa Charlotte quay sang bảo anh, "You need to bow." Anh cần cúi xuống.